tiếp tục vào việc này chị. Căn nhà này bão hời luôn các chị nhá. 97m2, 2,85 tỏi thôi. Căn này là chính chủ xây lên để ở hồi tháng 4 năm nay, nhưng bây giờ cần nên cần phải ra quý chị nhá. Cực kỳ hời luôn quý chị nhá. Lúc trước là em có review căn này rồi quý chị nhá. Đó, cũng 2,85 tỏi, nhưng mà căn bên đây chỉ có 86m thôi. Còn căn này ngày hôm nay là 97m anh chị nhá. Sổ hồng riêng khu dân cư đây. Rất là đẹp luôn quý chị ơi, đường trải nhựa nha, hàng xóm ở kín rồi nha quý chị nhá, toàn nhà lầu nhá. Mình vào trong mình xem anh chị. Sân ô tô quý chị, căn này 97m2, sổ hồng riêng hết quý chị nhá. Ngang 4, dài 25 là 97m, có 81m thổ cư anh chị nhá. Sân này mình để ô tô thoải mái luôn quý chị, còn để xe máy tha hồ quý chị nhá. Đó, quý chị theo. Cửa nhôm kính sinh pha này, rất là đẹp luôn, phòng khách cho mình này. Căn này về cơ bản là phải nói đúng là đang còn mới 98-99% quý chị nhá. Đó quý chị theo. Cái đây là người ta xây để ở đó quý chị ha. Anh chị nào mà được thì vào việc nhá. Sân ô tô nhá, phòng khách, nhà ăn và phòng ngủ dưới có lối thoát hiểm luôn anh chị, đẹp cực kỳ luôn. Đó, mình kết thúc phòng khách nha, nhà ăn mình đây. Chỗ đây là phường Tân Bình, thành phố Dĩ An quý chị nha. Chỗ này cũng gần với thành phố Thuận An, gần phường An Phú và thành phố Thuận An. Đó, nằm trên các trục đường như đường Nguyễn Thị Tươi, đường Liên Huyện, đường Phan Đình Giót quý chị nha. Phòng ngủ dưới này, tổng là 3 phòng ngủ, có một cái phòng ngủ dưới quý chị nha. Ở phía trên công năng cũng rất là ok luôn. Cái lối thoát hiểm này, lối thoát hiểm quý chị xem đi. Đó, quý chị thấy không? Rất là an toàn và mát mẻ quý chị nha. Nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt của mình đây này. Mình hãy di chuyển nhanh lên lầu 1 anh chị. Mời anh chị. Trên lầu sẽ thêm 2 phòng ngủ, phòng thờ, sân giặt phía sau và khu vực học tập ở kết hợp ở khu vực cầu thang, rộng rãi thoải mái. Anh chị thấy phù hợp căn nhà này phải đi xem sớm anh chị nha. Sẽ ra trong vòng một vài ngày tới thôi, dám chắc với anh chị mình luôn. Cái phòng ngủ này đang có người thì thôi anh chị nha. Nhà vệ sinh của mình ở trên lầu 1 này. Đó. Rồi, sau này là sân giặt phơi đồ này quý chị ha, giếng trời ở phía sau nha. Đó, nhà này cực kỳ thoáng luôn quý chị ạ. Thêm một cái phòng ngủ ở phía trước này nữa và phòng thờ. Đây quý chị ha. Đây khu vực học tập hồi nãy này. Đây, phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 3 nhà mình đây. Vậy là trên lầu 2 phòng ngủ, ở dưới một cái là 3 cái quý chị nha. Đã thế rồi còn sân ô tô nữa quý chị ha. Có lối thoát hiểm phía sau nữa. Phòng thờ nhà mình đây. Rất là đẹp quý chị nha. Thì trước đây sẽ có một cái ban công. Ban công rất là rộng rãi này. Đây, thoáng luôn quý chị thấy không? À, rất là đẹp luôn quý chị ơi. 2,85 tỏi, cực hời quý chị nha. Anh chị mà quan tâm, anh chị mà thấy phù hợp là phải xem sớm anh chị nha. Rồi, em Hải xin cảm ơn.